Anh ơi, hướng dẫn em và mọi người làm món thịt quay giòn bì đi anh. Ok em nhá, hứa với mọi người từ Tết ấy mà bây giờ mới rảnh có thời gian làm mọi người ạ. À, mọi người nghe cái âm thanh này có thấy sung sướng không? Pop 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 pop. Nhiều bạn bảo anh Dức ghét tiếng ấy, anh không có cái đủ cái năng lực ấy đâu. Mọi người nhìn cái em thịt quay này ăn kèm với dưa chua hoặc là hành muối ấy nhở, tuyệt vời luôn đấy. Tết tư vừa rồi anh cũng làm cho mọi người ăn, úi dồi ôi này lắm hổi luôn nhá. Bì rất là giòn nhưng mà thịt trong vẫn mềm cả nhà nhá, ăn nó vẫn còn đục ngọt của thịt. Xin chào cả nhà nhá, là mình Thế Lòng Xe Điếu đây. Hôm nay được ra ngoài cuộc sống rồi cả nhà, đấy thoát khỏi ảnh F0 rồi, đấy ra ngoài chợ thời tiết nắng ấm, thời tiết rất là đẹp mọi người nhận ra con đường này không? Việc đầu tiên của mình khi khỏe là mình sẽ đi cắt tóc gội đầu lấy lại phong độ đấy. Gần chục ngày vừa rồi u uất cả nhà, ở trong nhà buồn dã man luôn đấy. Sau đấy hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi chợ nhá. Đấy, hôm nay hướng dẫn mọi người làm món thịt quay đấy, ra đây là chợ Nghĩa Tân cả nhà nhá. Đấy, các cô ở ngoài chợ rất là nhớ mình nên là mình đi tạt ra chỗ hoa quả mua một quả dưa hấu anh em ạ, ra tặng cho các cô lâu lắm rồi, các cô cũng hỏi mình suốt. Đây, hôm nay ở ngoài chợ có một bộ lòng khá là dày cả nhá, để kiểm ung đắng hôm nay mình không nếm nữa, mình sẽ kiểm bột thôi. Đấy, trong bộ lòng nó rất là to nên các bác chú ý nhá, nó có đoạn đắng này, đoạn nào mà đắng các bác rong lại. Đấy, như em kiểm tra đoạn này hơi vàng một chút thì khả năng không đắng thì em sẽ cắt bỏ loại đi. Còn đây là các em chàng người nhá, chàng này khá là to ấy, trắng nhưng mà nó không được ngon tại vì nó đã giao phối nhiều rồi. Đấy, mình sẽ chỉ chọn những cái chàng nhỡ nhỡ này thôi, đúng tuổi trinh trắng đẹp chưa giao phối cả nhà. Ăn chàng này nó sẽ giòn và ngon đấy, cô cho vào túi rồi nhưng mình vẫn phải bảo cô bỏ ra giúp cháu, cái chàng nó thẫm này luộc lên thì nó sẽ bị thâm cả nhà nhá, và mình loại bỏ cái chàng bé đi. Đấy, cháu chỉ lấy chàng 36 lạng thôi. Đấy, quay sang chị thịt lợn. Đấy, thịt lợn mua về quay ấy, các bác chú ý mua cái thịt ba chỉ nhá, hôm nay có thịt ba chỉ rất là ngon này, nạc quá thì nó khô mà mỡ quá thì ăn nó béo. Đấy, các bác chú ý chọn lựa nhá. Đấy, mua về đấy nhưng mà phải đến tối mới làm được cả nhà, buổi trưa ấy mình khá là đông khách. Đấy, hôm nay các bàn khách mình phục vụ khách đồ cháo lẩu mọi người ạ. Mọi người nhìn cháo lẩu mình có hấp dẫn không? Đấy, cháo lẩu này các bàn đi gia đình ấy có các em các cháu rất là thích ăn, được phục vụ khách hàng chu đáo, khách hàng ăn xong hài lòng ấy. Có khen lại cảm thấy rất là vui cả nhà, đấy là cái niềm vui vô bờ bến của những người làm dịch vụ ấy. Mải mê chém gió nhiều quá không tập trung vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Đấy, thịt quay về thì làm cũng khá là đơn giản thôi mà video cũng đã khá là dài rồi. Đấy, mình tua qua một vài công đoạn nhá, quan trọng nhất vẫn là công đoạn xiên xiên bôi bôi chát chát sấy sấy ấy. Đấy, ok, hẹn mọi người ngày mai nhá, mình sẽ làm cái video chi tiết hơn, không để sót một bước hay một công đoạn nào, để anh em khi mà làm ấy chắc chắn sẽ thành công ở nhà nhá. Đây, bật mí qua cho anh em một chút này, đấy miếng thịt quay này cả nhà này, giòn rôm 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 luôn, nghe cái tiếng thôi đã thấy sướng tai rồi đúng không ạ nhà. Âm thanh hoàn toàn tự nhiên nhá. Đấy, bạn nào muốn mài dao mình cho mượn miếng thịt để mài dao. Đấy, thịt quay này phải chặt ăn nó mới sướng. Đấy, sau Covid mọi người ạ, sức khỏe yếu ấy, anh em chú ý làm các cái món ngon nhá, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, giữ gìn sức khỏe cẩn thận để nhanh khỏi. Đấy, mình bị cũng khoảng 7-8 ngày đã khỏi rồi, nên bạn nào có lỡ bị ấy, thì chúng ta giữ tinh thần lạc quan và chữa bệnh nhá, sẽ sớm ổn thôi. Đấy, mình phải làm trước vài miếng luôn. Ăn kèm với dưa chua ấy, nhoi giò sần sật chấm với nước mắm hành là ok rồi. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá.